Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Jin Tuấn Kiệt xác nhận độc thân giữa tin đồn toang với Puka. Puka và Jin Tuấn Kiệt là cặp đôi với beat được netizen đẩy thuyền cực nhiệt tình. Tuy nhiên mới đây, cả hai lại bất ngờ lộ bằng chứng đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân xuất phát từ những status ẩn ý của cả Puka và Jin trên mạng xã hội. Giữa tin đồn chia tay, tối ngày 25 tháng 11, Jin Tuấn Kiệt bất ngờ đăng status hé lộ tình trạng quan hệ hiện tại. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ hai bức ảnh cá nhân và ngầm xác nhận đang độc thân. Từ Hải thì có Thúy Kiều, còn anh chưa có người yêu em à, Jin Tuấn Kiệt viết. Động thái của Jin Tuấn Kiệt khiến netizen càng thêm cơ sở cho rằng chuyện tình cảm của anh và Puka đang gặp trục trặc. Một số người nghi ngờ status trên chính là cách Jin Tuấn Kiệt thừa nhận chia tay Puka sau thời gian hẹn hò không công khai. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán từ phía dân mạng. Thực hư thế nào vẫn cần chờ câu trả lời từ phía Puka và Jin Tuấn Kiệt. Puka và Jin Tuấn Kiệt đồng loạt có động thái lạ. Đàng gái đăng ảnh buồn thơ thẩn, ta cần thêm bao nhiêu lần vụn vỡ. Đàng trai cũng đăng một bức ảnh đen, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Những động thái khó hiểu này khiến netizen cực kỳ lo lắng, liên tục để lại lời động viên, tò mò và mong thuyền không bị chìm. Phương Thanh, một thành viên nhóm MTV nghi ngờ tôi cặp bồ với thành viên khác. Vừa qua, chương trình Vang Bóng Một Thời đã lên sóng với sự tham gia của nhóm MTV và ca sĩ Phương Thanh. Tại đây, ca sĩ Phương Thanh đã hé lộ về sự gắn bó giữa cô và nhóm MTV. Tôi có một mối nhân duyên lớn với nhóm MTV từ khi nhóm MTV chưa thành lập cách đây hơn 20 năm. Tôi đã đi xem các thành viên hát ở những quán bar, sân khấu tại Sài Gòn. Trải qua vài năm, các chàng trai năm nào đã hội tụ cùng nhau để trở thành một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng. Tới khi nhóm MTV tan rã cũng có mặt tôi, rồi tái hợp vẫn là tôi chứng kiến. Nói chung, suốt chặng đường dài của nhóm MTV, mỗi khi có biến cố gì đều có mặt tôi. Thậm chí, một thành viên nhóm MTV còn nghi ngờ tôi cặp bồ với thành viên khác. Chính xác là anh Tuấn nghi ngờ tôi cặp bồ với Thiên Vương. Hôm nay tôi mới có dịp đính chính chứ ngày xưa tôi bị hiểu lầm. Nhưng tôi cũng kệ, cho hiểu lầm luôn, không nói gì. Lê Minh, thành viên lâu năm nhất của nhóm cũng chia sẻ về thời gian mới thành lập. Anh nói, thời gian đầu tiên, nhóm MTV là một nhóm sinh viên có tên Biển Sáng. Sau đó chúng tôi đổi tên nhóm thành MTV, mới xuất phát điểm bước vào showbiz gồm 3 thành viên. Tên nhóm được ghép từ tên của chính 3 thành viên này. Tôi gồm Lê Minh, anh Thành Nguyễn và anh Hùng Vũ. Anh Thành Nguyễn giờ đã mất rồi, còn anh Hùng Vũ giờ chuyển sang kinh doanh, không còn hoạt động nghệ thuật. Tới đầu năm 2000, khi anh Thành Nguyễn nghỉ làm nhiếp ảnh gia, chúng tôi mới mời anh Phan Đình Tùng và anh Tuấn vào nhóm để thành một nhóm 4 người. Thành viên Thiên Vương nghe vậy liền bổ sung thêm. Thực ra có thời điểm, nhóm MTV còn có tên là MTTV, vì trong nhóm là 4 thành viên, gồm cả anh Phan Đình Tùng, Lê Minh, anh Tuấn và Hùng Vũ. Tôi nhớ lúc đó tôi chưa gia nhập, còn là một fan của nhóm. Hôm ấy tôi đi học thanh nhạc ở nhà cô anh Đào thì thấy một tấm card có tên nhóm MTTV. Cô anh Đào thấy thế mới bảo tôi rằng cũng vì thời điểm ấy kênh MTV đang rất nổi nên nhóm mới đổi thành MTV, chứ ban đầu là MTTV. Chuyện này đến chính các thành viên nhóm bây giờ cũng không nhớ. Bằng chứng là anh Lê Minh không hề nhớ nhóm đã từng có tên là MTTV. Thành viên anh Tuấn nói thêm, đấy cũng là một cái điểm. Từ lúc nhóm MTTV rút ngắn tên thành MTV thì anh Phan Đình Tùng rời nhóm luôn, không hát chung nữa. Tiếp đó, Thiên Vương chia sẻ về cơ duyên gia nhập nhóm. Cuối năm 2003, tôi bắt đầu tham gia nhập nhóm và giữ nguyên đội hình 3 người đến tận bây giờ. Thời điểm đó, tôi vừa rời một nhóm nhạc khác. Anh Tuấn Khanh thấy thế liền mời tôi vào nhóm MTV trong tư cách thực tập sinh. Tôi vào tập luyện liên tục cùng nhóm, nhưng cũng không biết mình có phải thành viên trong nhóm hay không. Một tuần lễ sau, anh Tuấn Khanh mới bảo tôi là thời gian qua cho tôi tập luyện để trở thành thành viên của nhóm. Tôi nghe xong bất ngờ và vui mừng vô cùng.